Câu chuyện đòi tăng lương, cô gái nhận được câu trả lời tâm phục khẩu phục từ sếp. Câu chuyện này kể về một cô nhân viên tên Lan, làm việc chăm chỉ 3 năm nhưng không được tăng lương và cũng không hề được thăng chức. Nhưng chính câu nói của sếp đã khiến cô gái này nhận thấy năng lực của mình còn hạn chế. Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã khiến nhiều người đi làm phải suy ngẫm và cho rằng đó cũng là một bài học mà mỗi người cần rút ra cho riêng mình. Bởi không phải ai vào làm sau được thăng tiến nhanh cũng là bởi được ưu ái, mà do năng lực cá nhân của mỗi người. Nguyên văn câu chuyện đang gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội như sau. Cô Lan đã làm việc tại công ty gần 3 năm, nhưng mới đây một nhân viên được tuyển dụng vào sau cô lại được thăng chức, còn cô thì không. Thế rồi một ngày, cô Lan tìm đến gặp người sếp để nói chuyện. Thưa sếp, tôi đã từng về trễ, về sớm hay bị kỷ luật bao giờ chưa? Người sếp chỉ đơn giản trả lời, không có. Vậy công ty có thành kiến với tôi không? Người sếp lúc này hơi sững sờ một lúc rồi trả lời, dĩ nhiên là không. Tại sao người có trình độ chuyên môn thấp hơn cả tôi lại có thể được trọng dụng, mà tôi thì vẫn phải làm một công việc tầm thường? Người sếp im lặng một lúc rồi mỉm cười nói, việc của cô, chúng ta sẽ đợi một lát nữa sẽ bàn. Hiện giờ tôi đang có một việc cấp cần xử lý, nếu không cô hãy giúp tôi xử lý việc này trước đã. Ông sếp nói tiếp, một khách hàng sẽ đến công ty để kiểm tra tình trạng sản phẩm, cô hãy liên lạc với họ, hỏi xem khi nào họ đến, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Cô đồng ý làm. Bước ra đến cửa, cô còn không quên quay lại cười với ông và nói, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Sau 15 phút, cô quay trở lại văn phòng của ông chủ. Sếp hỏi, cô đã liên hệ được với họ chưa? Cô trả lời, đã liên hệ được với họ rồi, nhưng họ nói rằng tuần tới mới có thể qua. Ông sếp hỏi tiếp, cụ thể là vào thứ mấy tuần sau? Cô gái ấp úng nói, cái này tôi chưa hỏi rõ. Vậy có bao nhiêu người đến? À, giám đốc không nhắc tôi hỏi điều này. Vậy họ đến đây bằng tàu hỏa hay máy bay? Cái này ngài cũng không nhắc tôi hỏi. Sếp đã không nói gì nữa, mà thay vào đó gọi một nhân viên khác có tên Trương Thái vào. Anh Trương Thái vào công ty trễ hơn cô 1 năm, hiện giờ đã là người đứng đầu của một bộ phận. Trương Thái nhận nhiệm vụ tương tự như của cô. Sau một lúc, anh ấy đã quay lại. Anh Thái cho biết, sự việc là như vậy, họ sẽ đáp máy bay vào 3 giờ chiều ngày thứ 6 tuần sau, khoảng 6 giờ tối sẽ đến đây. Họ có tổng 5 người, do trưởng phòng tiêu dùng, ông Nam dẫn đầu. Tôi đã báo họ là công ty sẽ cho người ra sân bay để đón. Ngoài ra, họ còn có kế hoạch nghiên cứu 2 ngày tại đây. Cụ thể về lịch trình thì sau khi đến đây, hai bên sẽ bàn bạc để biết rõ hơn. Để tạo thuận lợi cho công việc, tôi đề xuất sắp xếp họ ở tại khách sạn quốc tế gần đó. Nếu ngài đồng ý, ngày mai tôi sẽ đặt phòng trước. Còn nữa, trong tuần tới dự báo thời tiết có mưa, tôi sẽ giữ liên lạc với họ bất cứ lúc nào. Nếu tình hình thay đổi, tôi sẽ báo cáo lại cho ngài ngay. Sau khi anh Thái rời đi, sếp đã quay sang nói với cô gái, bây giờ chúng ta hãy nói về câu hỏi của cô. Cô gái trả lời, không cần nữa ạ, tôi đã biết lý do, làm phiền ngài rồi. Tối hôm đó, Lan nhận được một tin nhắn của sếp. Gửi Lan, dù có làm việc ở đâu thì cũng hãy nhớ đến những nguyên tắc quan trọng này. Nguyên tắc thứ nhất, công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười. Nguyên tắc thứ hai, vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên hãy học sao cho mình đáng tiền. Nguyên tắc thứ ba, không có ngành nào là dễ kiếm tiền cả. Nguyên tắc thứ tư, làm việc không có nơi nào là thuận lợi cả, ức chế bực dọc là chuyện bình thường. Nguyên tắc thứ năm, không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức, không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm, không kiếm được kinh nghiệm thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi thì không sợ không kiếm được tiền. Nguyên tắc thứ sáu, chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp. Nguyên tắc bảy, nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu, nên làm việc chăm chỉ thì ta lại nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít. Hãy luôn nhớ làm việc bằng cái tâm. Cô bỗng hiểu ra không có ai vừa sinh ra đã có thể đảm nhiệm được việc quan trọng, mà bất cứ ai cũng đều bắt đầu từ những việc giản đơn bình thường nhất. Hôm nay bạn dán lên mình một cái mác thế nào có lẽ sẽ quyết định liệu ngày mai bạn có giữ được vai trò quan trọng hay không. Mức độ để tâm lo lắng cho công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc. Bất kỳ một công ty nào cũng đều rất cần những nhân viên tích cực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Những nhân viên xuất sắc không bao giờ là người bị động đợi người khác sắp xếp công việc cho mình, mà họ luôn là người chủ động tìm hiểu việc mà mình nên làm, rồi dốc hết sức để hoàn thành tốt công việc ấy.